Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2008, Lotte Mart đã nỗ lực không ngừng trong việc mang lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng. Chặng đường 16 năm đánh dấu hành trình cải tiến vượt trội của Lotte Mart tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành number one grocery market, siêu thị thực phẩm hàng đầu. Ở không gian khá là thoáng đãng và bắt mắt, tiện cho khách hàng tìm mua sắm đồ. Không gian bố trí khá là tiện để mình di chuyển. Với mong muốn mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú và sự hài lòng cho khách hàng, Lotte Mart đang từng bước chuẩn hóa các siêu thị theo mô hình kiểu mới, nhằm tối ưu hóa hoạt động, mang đến trải nghiệm mua sắm mới lạ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Vệ sinh sạch sẽ, có nhiều mặt hàng nhập khẩu. Em hay mua những đồ nhập khẩu từ Hàn Quốc có rõ nguồn gốc và có chất lượng tốt. Nhân viên cũng rất là chu đáo, vui vẻ. Đồ ăn nó cũng chất lượng á. I think it's a fantastic new area and shopping facility for the locals. It's absolutely amazing to see such a clean and wonderful space and such great products on offer. We think it's incredible. There's a lot of stuff that we've been looking for. A lot of meat, a lot of, you know, dairy, a lot of baked products. We love it all. Rất là đẹp mắt, hiện đại, trưng bày rất là khoa học. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng không quên các nghĩa vụ cho xã hội, góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân địa phương. Lotte Mart thường xuyên triển khai các chương trình nội bộ nhằm mục tiêu tăng cường tay nghề và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên, mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất dành cho khách hàng. Thành viên Lotte Mart là đối tượng khách hàng tập trung của chúng tôi, với đa dạng các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng điểm nhằm tri ân sự ủng hộ của quý khách dành cho Lotte Mart. 16 năm không ngừng đổi mới, Lotte Mart tự hào là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu, luôn đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam. Với cam kết mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, Lotte Mart sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đa dạng hóa mặt hàng, cải tiến công nghệ và mang đến những chương trình khuyến mại tốt nhất cho khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách.